Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Thưa quý vị, trong phiên tòa xét xử gã cha dượng giờ trò đối bại với con gái riêng của vợ hờ, mỗi lời khai của nạn nhân đều làm tất cả những người dự khán đài ngày hôm đó sững sờ, bức xúc. Cô con gái đã 3 lần bị cha dượng làm chuyện người lớn, thậm chí cô con gái còn từng kể chuyện này với mẹ nhưng bị mẹ mình thản nhiên nói rằng con quan hệ với nhiều người rồi, giờ giúp mẹ cũng được. Chính vì thế trong lần thứ ba, nạn nhân đã tự lột quần áo của mình để cha dượng có thể nhanh xong việc Nội dung chi tiết của vụ việc xin kính mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Vào năm 2024, trong vụ án giao cấu với trẻ em được xét xử tại Tòa án dân quận Liên Triểu, thành phố Đà Nẵng, người dự khán không chỉ căm phẫn thủ phạm Nguyễn Huệ, sinh năm 1969, hộ khẩu thường trú xã Mép Pu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, tạm trú quận Liên Triều, phạm tội với con gái riêng của vợ hờ. Người ta còn nghi ngờ phía sau sự im lặng của cả nạn nhân và mẹ ruột là sự tiếp tay cho tội ác. Đã có vợ con, nhưng không muốn bị ràng buộc. Huệ chọn cách phiêu bạt và dàn lên Gia Lai làm thợ hồ. Tại đây, tình cờ Huệ gặp chị Lương Thị Linh, sinh năm 1969, ngụ ở phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Người phụ nữ này cũng đã có chồng và hai con, nhưng chẳng hiểu sao lại nảy sinh tình cảm với người đàn ông tứ cố vô thân như Huệ. Cặp tình nhân rổ giá cạp lại, tới lui với nhau liên tục bị gia đình và làng xóm lên án, dị nghị, buộc họ phải đưa nhau xuống thành phố Đà Nẵng thuê phòng trọ sinh sống. Hàng ngày, họ đi theo các công trình xây dựng, phụ việc để đổi cái ăn. Đến đầu tháng 9 năm 2013, Phạm Thị Nhi, sinh năm 1998, con gái của chị Linh, bỗng dưng đòi xuống ở cùng mẹ và dựng hờ tại phòng trọ thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Triểu, thành phố Đà Nẵng. Thấy con gái riêng của vợ phòng phao, Huệ nhăm nhe ý định xấu. Chỉ 3 ngày sau khi cô bé đến ở cùng, Huệ đã lên kế hoạch gây án khi vừa thấy vợ hờ có việc phải đi làm xa, phòng trọ chỉ còn lại hai dượng cháu. Trong 2 ngày, Huệ liên tục có đến 3 lần xâm hại cô bé trong sự im lặng của nạn nhân. Có lẽ, hành vi đồi bại và sự việc sẽ ngủ yên trong bóng tối. Nếu như Huệ không bỗng dưng dở thói ghen tuông ngược đời. Câu chuyện bắt đầu từ việc cô bé chỉ mới đến thành phố Đà Nẵng một thời gian ngắn, nhưng đã có rất nhiều bạn trong đó có đến 4 đến 5 cậu choai choai săn đón, đưa đi, rước về. Nhìn cảnh tượng này mỗi ngày, Huệ rất bực bội. Lúc đầu đối tượng bóng gió dặn con gái, đừng đi chơi nhiều với mấy cái ngữ đó. Nhưng càng về sau, thấy cô bé không nghe lời, Huệ càng ghen tức ra mặt. Trong một lần không làm chủ bản thân, vì thấy Nhi đang nói chuyện với bạn trai, Huệ đã lôi cả hai vào nhà, chửi, đánh. Không thể chịu đựng nổi tình cảnh này, giữa tháng 10 năm 2013, Nạn nhân gọi điện cho anh trai kể lại hết mọi chuyện và nhờ anh từ Gia Lai xuống Đà Nẵng giải quyết giúp em. Khi anh trai của nạn nhân vừa mới đến nơi, lời qua tiếng lại một hồi rồi xô sát với Huệ. Công an phường Hòa Minh sau khi tiếp nhận thông tin đã có mặt và dẫn các đối tượng về trụ sở để lấy lời khai. Tại đây, ngoài trình bày nguyên nhân dẫn đến xô sát, anh trai nạn nhân còn trực tiếp tố cáo hành vi của Huệ. Sẽ thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, cơ quan công an quận Liên Triều, thành phố Đà Nẵng đã thụ lý theo thẩm quyền vào cuộc điều tra và bắt Huệ với hành vi giao cấu với trẻ em. Cuối tháng 4 năm 2014, Tòa án Nhân dân quận Liên Triều đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giao cấu với trẻ em nêu trên. Tại phiên tòa, ngay trong quá trình luận án, có người cho rằng thật may mắn khi Huệ không kìm được cơn ghen. Bằng không, chẳng biết nạn nhân bao giờ mới thoát khỏi cảnh sống như nô lệ tình dục. Tuy nhiên, một luồng ý kiến vẫn chê trách chính nạn nhân bởi sự đồi bại của gã đàn ông như huệ nếu không được tiếp sức từ sự im lặng khó hiểu của cô bé thì không thể xảy ra như vậy nạn nhân biết rất rõ huệ đang ăn nằm với mẹ mình nhưng mỗi khi huệ thực hiện hành vi quan hệ tình dục cô bé đều không hề phản ứng thậm chí trong lần thứ ba bị huệ tiếp tục đóng cửa dở cho đồi bại nạn nhân còn chủ động lột y phục để cho nhanh còn đi công việc khác cơ quan điều tra cũng xác định rõ huệ không có bất kỳ lời đe dọa hay vũ lực trong thời gian trước và sau khi thực hiện hành vi đáng nói từ khi cô bé chuyển về sống với mẹ và dượng một số người trong dãy trọ đã cảnh báo mẹ cô bé nên để con gái tránh xa gã chồng hờ tuy nhiên mẹ của nạn nhân đều bỏ ngoài tai mọi lời khuyên chỉ ập ừ cười trừ sau khi sự việc vỡ lở bà cho rằng mình không hề hay biết con gái có quan hệ với huệ Song theo một số người dân, người mẹ này có thể đã cố ý tảng lờ, che giấu sự việc. Chứ thật ra, bà biết rất rõ. Cả ba người chỉ sống trong một phòng trọ vẻn vẹn 15 mét vuông, ăn chung một mâm cơm, ngủ chung một giường. Liệu câu trả lời của bà ấy có thuyết phục? Một người trong dãy trọ hoài nghi. Không chỉ dừng lại ở đó, tại cơ quan điều tra, chính nạn nhân đã khai, từng kể với mẹ về việc bị Huệ rủ làm chuyện người lớn. Nhưng được mẹ khuyên ngược lại, còn quan hệ với nhiều người rồi Giờ giúp mẹ cũng được Nạn nhân khi ấy chỉ mới 16 tuổi Nhưng thân hình lại phỏng phao Hơn đám bạn đồng trang lứa Sau kỳ thi vượt cấp Lớp 9 lên lớp 10 không thành Cô bé bỏ học và thường xuyên đi chơi lang thang với bạn bè Theo lời khai tại cơ quan công an Tháng 8 năm 2013 Thời điểm đó cô bé mới tròn 15 tuổi Khi còn ở tỉnh Gia Lai Cô đã quan hệ với một thanh niên Tên là Tý và dẫn đến có thai sau khi xuống Đà Nẵng, bảo thai đã được hơn 5 tuần tuổi, nên buộc mẹ cô phải đưa con gái đến bệnh viện để phá bỏ. Riêng chi tiết này do chưa xác định được lai lịch và địa chỉ của tí, nên cơ quan tố tụng tiếp tục điều tra và xử lý sau đó. Nạn nhân không có mặt tại phiên tòa. Theo trình bày của anh trai cô bé là đại diện hợp pháp cho người bị hại. Sau ngày bại lộ chuyện động trời, cô bé đã đi khỏi Đà Nẵng, cũng không về Gia Lai, không liên hệ với bất cứ người thân nào, kể cả anh trai của mình. Dù vắng mặt bị hại, nhưng căn cứ vào các tình tiết của vụ án, tòa nhân dân quận Liên Triều thành phố Đà Nẵng đã tuyên Nguyễn Huệ 3 năm 6 tháng tù giam về tội giao cấu với trẻ em. Bị cáo không phải bồi thường thiệt hại nào vì gia đình bị hại không yêu cầu. Nguyễn Huệ được dẫn giải về trại giam để trả giá cho tội ác mà mình đã gây ra. Bên cạnh đó, chắc chắn cũng có bản án lương tâm dành cho người mẹ vô tình đã để con gái của mình lọt vào tay tình nhân, một kết cục quá cay đắng trong vụ án này đã dẫn đến mỗi người một nẻo. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.